Xin chào cả nhà, lần này cũng lại là chủ đề về đọc sách nữa đây ạ. Thông qua đọc sách để tớ kể cho cả nhà nghe một vài điểm tâm lý thú vị của hai em bé sinh đôi nhà tớ đang ở độ tuổi lên 3 nhé. Và không chỉ riêng ở hai bạn nhỏ Bích và Bin đâu ạ. Những điểm tâm lý này khá là đặc trưng cho giai đoạn hình thành tính cách của mỗi một em bé đang ở độ tuổi lên 3 đấy ạ. Tớ tóm tắt ra đây để cả nhà cùng tìm hiểu nhé. Số 1, em bé nói không trong mọi tình huống. Tớ kể cho cả nhà nghe một chút nhé. Một hôm, tớ dẫn hai bạn nhỏ cùng đi siêu thị với tớ. Trong lúc bạn đang sơ soạn hàng hóa trên quầy hàng cạnh chỗ tớ đang đứng, bỗng bạn la lớn, không, em muốn mẹ, không, mẹ này là mẹ của Bích. Rồi bạn ôm giỏ chạy sọc lại chỗ tớ. Đấy, bạn ấy đang nói không để khẳng định sự thật rằng tớ là mẹ của bạn ấy, cứ như có ai đó đang giành lấy mẹ của bạn ấy vậy. Rồi bạn ấy nói không để từ chối những việc làm hàng ngày của bạn như không tắm rửa đâu, cho ngứa luôn, không chải răng đâu, cho con sâu tha cái răng đi luôn, không ăn đâu, cho thành em bé suy dinh dưỡng luôn. Và hợp lý dễ hiểu hơn là bạn nói không với những việc mà bạn ấy không muốn làm thêm nữa, biết không hát nữa. Chị ông, bay nhanh bay nhanh, hoa nở những cánh thăm. Chị mời chị chị ông. Ông bằng điên. Liên đôi canh. Chào bé. Bé ngoan. Cô chơi. Hôm nay. Số 2, dễ dàng ghi nhớ tên riêng hay địa điểm. Các bạn nhỏ ở độ tuổi mầm non cực kỳ nhạy cảm với ngôn ngữ đấy ạ. Bạn ấy nhớ tên riêng hay địa điểm nhanh hơn người lớn chúng ta rất nhiều. Đi trên đường, tớ thường giới thiệu cho hai bạn tên con đường mà bạn đi qua, rồi các địa điểm như tên trường học ở dọc đường đi, các cơ quan nhà nước như trạm y tế, nhà văn hóa, cửa hàng bán đồ dùng em bé, vân vân ạ. Cửa hàng bán đồ quà. Đây ha. Khu rừng này có tên là gì đây? Đúng rồi, hơn người bên biết ha. Khu rừng này có tên là Izumiga, là thành phố của loài là gì đây? Loài quạ. Và khi đọc sách cùng bé yêu của mình cũng vậy, ba mẹ đừng ngại giới thiệu tên của các nhân vật hay địa điểm trong truyện nhé. Các bé rất chịu lắng nghe và tiếp thu dễ dàng đấy ạ. Số 3, bạn ấy thích chủ đề gia đình. Có bài hát tiếng Anh tên là Finger Family và bạn ấy được nghe rất nhiều lần. Mình đã dùng lời bài hát này để gọi tên các ngón tay trên bàn tay. Daddy finger, mommy finger, brother finger, sister finger, baby finger. Và trong khu rừng Izumiga có 200 cây to. Đúng rồi, 200 cây to. 400 cây. Bạn ấy khi nghe kể những câu chuyện liên quan đến các thành viên trong gia đình là bạn ấy áp dụng ngay trên các ngón tay của mình và tưởng tượng về các mối liên quan giữa những ngón tay ấy đấy ạ. Thú vị không cả nhà? Số 4, thích đùa giỡn và làm ngược lại những lời nhắc nhở. Mình nhắc bạn ấy ngồi thẳng đầu thẳng lưng vì đó là tư thế ngồi đẹp mắt nhất. Nếu lúc bạn ấy được hơn 1 tuổi rưỡi thì bạn sẽ điều chỉnh lại tư thế ngồi. Có lẽ thời điểm ấy bạn đang ở giai đoạn nghe hiểu ngôn ngữ và dành nhiều sự quan tâm đến mối liên hệ giữa việc bạn làm và kết quả bạn nhận được. Nếu việc bạn làm mang lại kết quả tốt thì bạn sẽ vui vẻ thực hiện. Nếu việc bạn làm không mang lại kết quả tốt thì bạn sẽ da chân lúc đó, chứ có khi cũng chưa chịu từ bỏ. Rồi, bạn quả gì đây? Bạn quả tắt. Nhưng lúc này bạn được 3 tuổi, mình cũng nhắc bạn ngồi thẳng đầu thẳng lưng. Nhanh như chớp, bạn khum người lại và nói, ngồi cong luôn, cho không đẹp mắt luôn. Mẹ chị chơi bị thôi. Mẹ la bị thôi ha, mẹ đừng la bị hả? Và khi đọc quyển sách này, mình cũng nhắc bạn biết nói nhỏ hơn. Và cả nhà hãy cùng xem cách phản ứng hài hước của cả hai bạn nhé. Con nói nhỏ ha ha. Con nói vừa đủ nghe ha. Bin nói như vậy là tốt rồi. Biết thì nói nhỏ lại một xíu thôi. Bin nói như vậy là nhỏ thôi. Nói như bình thường đi. Từ rất sớm, tất bật, nhà bột, nặng bánh, và bằng sao nữa cho bánh vào lò nước, cho bánh vào làm nước để nướng bánh. Thế nhưng, hễ bọn trẻ khóc, thì bà bố lại bay tới để bế bọn và dỗ dành, nên thỉnh thoảng bánh mì bị sao? Bị cháy. Bị cháy đen xì ha, và có khi bánh còn bị sao nữa? Bị sống. Bị sống, và có bị dính không? Không dính. Dính sao? Dính bếp. Dính bếp lại.
Vì nó bình thường Số 5, bạn ấy thích nghe những chỉ dẫn và giải thích thông qua những tình huống trong câu chuyện tớ đọc cùng bạn hay trong sinh hoạt hàng ngày. Tớ thường cố gắng giải thích rõ cho bạn những lý do vì sao bạn cần làm những việc làm này và việc ấy mang lại lợi ích gì cho bạn. Chải răng để không bị sâu cắn răng, ăn uống để cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể khỏe mạnh và lớn lên, rửa sạch tay trước khi ăn để vi khuẩn không chui vào trong cơ thể gây bệnh, vân vân ạ. Chính vì vậy, dần dần khách đến mua bánh mì ít đi, khiến gia đình trở nên túng thiếu, không có tiền nữa ha. Không bán được bánh mì thì khách hàng đâu có trả tiền cho mình đâu, và không có tiền thì đâu có tiền để mua sữa mua biển cho những quả cỏ đâu, và cuộc sống trở nên túng thiếu. Cho phép bé yêu của mình được lắng nghe những chỉ dẫn và kết quả nhận được khi thực hiện hay không thực hiện việc làm đó, để bé nhận thức rõ được trách nhiệm của mình trong mỗi việc bé làm, và mẹ nhé. Số 6, thích chú ý đến những chi tiết ngộ nghĩnh. Bạn ấy chú ý đến những chi tiết nhỏ trong bức tranh mà ngay cả tớ khi xem lướt qua cũng không chú ý đến. Có hôm chúng tớ đang ngồi chơi, bạn ấy đưa tay chỉ lên bầu trời rồi cảm thán: "A, máy bay kia." Trong khi tớ cũng ngước nhìn đến hơn cả phút mà vẫn không thấy đâu vì máy bay quá nhỏ. Hay khi cắt làm hai phần một lá cà rốt, bạn ấy nói đó là ánh trăng hình bán nguyệt đấy. Các bạn đang chơi gì đây? À, bạn chơi đang kéo co, bạn làm vỡ cái gì đây? Vỡ cái chén ha. Vỡ thì mình như thế nào nhỉ? Mình phải xin lỗi. Mình xin lỗi, mình nhận lỗi và xin lỗi. Vỡ thì lần sau mình cẩn thận thôi. Và bố đứng đây là vô tình đã bị mắc phải cái mũ của mình vào cái mạng nhện của nhà của bạn nhện ha. Và nhờ quan sát hình ảnh trong sách, các bạn nhỏ dễ dàng nhận biết được những điểm tương đồng giữa những đồ vật trong thực tế đấy ạ. Số 7, hào hứng hồi đáp khi được hỏi. Bà mẹ hãy hỏi bé thật nhiều chi tiết trong câu chuyện nhé. Có thể câu trả lời của bé là không đầu, không đuôi và không rõ ràng. Lúc đó bà mẹ hãy dậm thêm vào câu trả lời của bé cho rõ nghĩa hơn nhé. Cả nhà ngoại đã làm ra rất là nhiều loại bánh mì, nhiều hình thù đáng yêu khác nhau ha. Bây giờ bánh mì bọt cánh cam ở đâu? Đúng rồi, Ladybird ha. Rồi pineapple đâu rồi ta? Pineapple nó gần với cái Ladybird á. Đúng rồi, pineapple ha. Rồi rat, cua đâu? Bánh mì cua đâu? Đúng rồi, bánh mì nè, micho đâu? Micho cat đâu? À, bánh mì kho đâu? Kho nữa nè. Bánh mì kho nè. À, cái này là dinosaurs nữa nè. À, bánh mì khủng long nè. Ô, bánh mì ngôi sao biển đâu? Starfish đâu? Đúng rồi. Ờ, rồi bánh mì Sebastian elephant đâu? Ờ, bánh mì trung đâu? Trung đâu? Đúng rồi. Hãy cho bé cơ hội được luyện tập ngôn ngữ, được nói, được trả lời theo ý nghĩ của bé. Điều đó giúp tạo thành thói quen thích đóng góp ý kiến và dũng cảm nói lên suy nghĩ của mình khi bé lớn lên đấy ạ. Số 8, thích ngắm nhìn khuôn mặt biểu cảm. Trong khi bạn nhỏ nghe đọc sách, lật đến trang sách có khuôn mặt biểu cảm buồn bực, hay nhân vật trong bức tranh đang khóc, hay em bé đang mâu thuẫn giành giật, là bạn nhìn trân trân không rơi vào một mẹ giải thích ngay cho bạn. Đúng rồi. À, đúng rồi. Đúng rồi, bánh mì này là bánh mì Rino đúng rồi, bánh mì này là bánh mì có tên là Daruma ha. À, một loại búp bê truyền thống của Nhật Bản giống như bực bội ha. Bánh mì Daruma. Các bạn ấy quan tâm đến những biểu hiện trên khuôn mặt có lẽ là để học cách thể hiện cảm xúc của mình bằng cách bắt chước làm theo, và cũng để nhận biết cảm xúc qua khuôn mặt của mọi người mà bé gặp. Nhìn thấy vậy thì bác quả hấp tấp có tên là gì nhờ? Gorobe. Các bác quả hấp tấp có tên là Gorobe đã hỏi: "Ô, ở đâu, ở đâu? À, mọi người đi đâu vậy? Gì cơ, gì cơ?" Cháy cửa hàng bánh mì ở góc phố Kuromoji thứ ba à. Thế thì nguy hiểm quá. Nguy hiểm. Thế rồi, bác quả hấp tấp Gorobe đã làm gì? Thế gọi điện thoại. À, gọi điện thoại cho ai? Cho chú. Đúng rồi, cho chú lính cứu hỏa ha. Đã. Thế là một đội quân lính cứu hỏa phòng cháy chữa cháy đã đến ha. Đúng rồi, sau đó là bác quả hấp tấp Gorobe nghĩ rằng là sẽ có nhiều người bị thương, thế là sẽ gọi bác sĩ và xe cứu thương đến luôn. Trên đây là những chia sẻ của tớ về những điểm tâm lý thú vị của hai em bé sinh đôi nhà tớ, mà cũng khá là đặc trưng cho các em bé ở độ tuổi lên 3. Việc hiểu rõ về tâm lý tính cách của mỗi em bé ở mỗi độ tuổi sẽ giúp ba mẹ bớt nhọc công lo lắng và vui vẻ đón nhận, dù là có khi bé con của mình ương bướng khó nghe đấy ba mẹ. Và cả nhà hãy cùng để lại bình luận phía dưới để cùng chia sẻ những câu chuyện thú vị về mỗi em bé của mình nhé. Tớ thực sự mong chờ những chia sẻ từ cả nhà đây ạ. Sẽ rất ý nghĩa trong hành trình nuôi lớn những đứa trẻ đáng yêu phải không ạ? Hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo nhé. Tạm biệt.